Em chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho các bác hàng nhà em hàng mới lên. Đây là mẫu máy giặt Aqua 9 cân. Cửa trên lồng đứng, cửa phiên bản mới này là cửa hít nhé. Cửa hít đây. Đây là tổng quan một vòng xung quanh máy giặt. Máy giặt cửa trên lồng đứng nhé. Màu thì là màu vàng. Màu vàng này là vàng cát. Cũng không hẳn vàng hẳn đâu. Là màu sẽ nhạt đi một chút. Đây là tổng quan này. Đây cửa hít đây. Em thử cho các bác xem. Đây. Khi các bác để nó sẽ không sập xuống mà nó sẽ xuống từ từ như cái cửa thủy lực mình. Đấy, đây gọi là cửa hít nhá. Đấy. Rồi. Và bây giờ cái bảng điều khiển của máy giặt Aqua thế hệ mới họ sẽ để làm dọc bên này. Tức là họ sẽ làm dọc. Họ không làm ngang để tránh trường hợp là quần áo mình lấy ra lấy vào ướt nước chảy xuống bảng điều khiển có thể gây chập cái bảng điều khiển là phải thay, hoặc là nước giặt hoặc là đồ đạc các thứ. Đây còn chế độ giặt của máy, đây là máy 9 cân, đây mã máy, đây máy 9 cân. Bên này là các chế độ giặt, đấy gồm có 9 chế độ khác nhau, trong đó có 5 chế độ giặt gồm có đây ví dụ giặt tiêu chuẩn, tức là giặt của mình có thể giặt được hỗn hợp các loại quần áo, giặt nhanh, giặt mạnh, cái này là giặt mạnh nhé, tức là những đồ dày ví dụ quần jean hoặc là ấy thì giặt mạnh, giặt nhanh này, đấy, giặt nhẹ với đồ của trẻ em, hoặc những đồ dễ rách các thứ, đồ thì nên dùng chế độ giặt nhẹ, giặt chăn mền đây. Chăn mền này thì chủ yếu là những cái chăn mỏng thôi, chăn mùa hè, làm màn, ngâm, vắt, vắt cực khô. Chế độ thứ 9 là vệ sinh lồng giặt, tất cả các máy hiện tại, máy mới hiện tại đều có này. Ngoài ra tương ứng bên này cũng sẽ có một bảng gọi là đây, gồm từ 1 đến 4, đây là mức nước nhé. Thì tương ứng số bột giặt nó sẽ tương ứng đây. Đây là bên này mức nước. Bên này số 1, 2, 3, 4 này là mức nước này. Tương ứng số bột giặt sẽ thế này này. Đây. Tức là ít. Đây là 1 phần 4 này. 1 phần 2 này. Đầy và đầy áp. Tức là đầy có ngọn đấy. Nhưng mình hay gọi đầy có ngọn. Còn cái bảng điều khiển. Cái bảng này gọi bảng chu trình, bảng hiển thị để hiển thị khi mình cho đồ vào xong mình chạy 1, 2 vòng máy sẽ cân đo sẽ cần bao nhiêu lít nước, mình có thể áp theo khuôn này để cho bột giặt tương ứng, hoặc là mình có thể chọn luôn ở đây mức nước ở đây 1, 2, 3, 4 đây. Còn đây 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 chương trình này, mức nước này, cái này là khi bạn công tắc nguồn, mọi người ấn công tắc nguồn thì chỉ cần ấn nút này một lần là nó sẽ tự ngẫu nhiên nó sẽ đặt ở chế độ giặt hỗn hợp và sẽ chạy hoặc tạm dừng để cho đồ và các thứ vào, kể cả cửa này. Cửa an toàn rồi. Em mở ra nó sẽ không sập vào, tránh bị sập vào tay hoặc là kiểu sập vào rất nghe tiếng rất là mạnh. Và thứ hai nữa là cửa này khi mở lên thì máy đang chạy máy sẽ hoàn toàn dừng luôn. Đây, bây giờ mình sẽ vào bên trong máy nhé. Đây, bên trong máy đây. Đây, mở hộp xốp ra. Đây. Quay cho mọi người xem. Lồng máy cực kỳ rộng. Lồng máy hàng rất là rộng. Đây. Đây, đây là miếng chắn chuột này, miếng bảo vệ máy chắn chuột ở gầm. Trong gồm có đây là dây cấp nguồn máy giặt và dây nước xả máy giặt. Đây, sách hướng dẫn sử dụng đây. Nhà sách hướng dẫn sử dụng. Đây. Đây. Mâm hình sao này thì với thiết kế này giặt sẽ sạch hơn và đỡ nhăn quần áo hơn. Đấy. Còn đây, đây là khay để khi mình giặt đồ, ví dụ những bụi vải, sợi vải, sơ vải các thứ bay ra khỏi quần áo, bụi bẩn thì khi mà giặt xong thì nó sẽ máy giặt quay thì nó sẽ kẹt ở đây. Lâu ngày kẹt ở đây thì mọi người chỉ cần tháo ra, tháo thế này khá là chật.
khá là chật đấy. Đây, tháo ra này. Xong lấy sạch đi, xong rửa sạch đi, xong sau đó lại cài lại cẩn thận. Xong cài lại thế là được. Đấy. Cài lại như thế là được. Như máy này thì khi mọi người cho quần áo vào, mọi người có thể là tự ấn điều chỉnh mức nước hoặc cho máy tự chạy để máy tự đọc mức nước. Xong sau đó mọi người đổ trực tiếp bột giặt vào nhé, trong máy nó sẽ tự làm. Đấy. Giá rất là đẹp. Giá chỉ gần 5 triệu. Giá đẹp nhất so với phân khúc máy giặt cửa hít bây giờ. Chỉ hơn 4 triệu rưỡi thôi. Gần 5 triệu. Đấy. Mọi người inbox em. Vì máy này sẽ là vận chuyển và lắp đặt tại nhà, thành ra là đây là giá tại cửa hàng. Thế nên mọi người inbox em để em tư vấn hoặc gọi điện cho em tư vấn. Có cần vận chuyển lắp đặt tại nhà thì em phải xem là ở đâu, đường nước mình có đủ chưa để thợ còn biết lấy nhá. Đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Lát nữa, đây, lát nữa em sẽ quay loa. Loa kéo này cực hot luôn, cực hay luôn. Đây, em cảm ơn mọi người.